bia chính thức của các anh trai chùa trời phải tới. Vòng trước em làm có tốt không? Mà bây giờ em đòi vô đội top 1. Bắt máy lên em không có thấy cái sự chân thành từ anh. Giống như là nó muốn người khác nhưng mà ngay cái đứa này cái nó bị tuột hướng hay sao á. Trời ơi sao cọc vậy? Coi chừng ra đảo nha. Em đã hiểu được cái ý của anh rồi nên là ok thôi em xin cúp máy tại đây nha. Dạ. Yeah. Chắc. Mình là đầu tư được mấy cao ra anh nhỉ? Riêng bạn nhá, tôi đầu tư tất cả những gì tôi có. Wow. Tôi đầu tư tất cả những gì tôi có. Tôi là một cái người không ham vật chất. Không ham vật chất. Không bao giờ thích vật chất. Thế bạn hỏi tôi làm cái gì bạn bị dở hơi à? Mặt trời đấy nhá, với cái thái độ vừa rồi của bạn là tôi không ưng đâu đấy. Ok, 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 nếu bạn nói vậy thì thôi ok, được chưa? Xin lỗi bạn nhá, tôi cũng chẳng cần bạn đâu. Thế nhá. Tôi đã được quyết định rồi. Rồi. Chờ đấy. Này, xin lỗi bạn nhá, từ lúc mà tôi nghe giọng bạn tôi đã khó chịu rồi. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21/8 tại ticket.vshop.vn. Gọi luật pick team này là cuộc gọi khẩn. Sẽ có 4 đội trưởng vào một khu vực. Phòng máy sẽ nối máy. Nhưng đội trưởng không biết anh trai đó là ai. Các anh trai không được xưng tên của mình khi nhận cuộc gọi. Chỉ được nói muốn làm gì vào team hay không. Hiếu, em có tính big team nào chưa? Em hả? Em chắc sẽ gọi người chót trước. Ồ, cũng là một chiến thuật hay. Tại vì chưa chắc những người đầu mà những vòng này họ vẫn giữ được cái top đầu. Đúng rồi. Cũng hay, một chiến thuật hay. Em nhắm vào những người đã bị tụt phong độ. Nếu mà Hiếu đã nói như vậy thì anh xin phép gọi số 16. Ôi gì kì vậy? Cho anh tranh với em được. Không được đâu. Em nghĩ là anh là cái đội anh là đang cũng là yếu đó. Đội anh mà yếu? Anh yếu đó. Yếu hả? Ok. Yếu đó. Anh còn em thì em nghĩ là như này vì em thấy rằng anh làm đội trưởng đội nào thì cũng sẽ ok ấy nên là nhường vị trí gọi đầu cho em đi. Anh từ chối nhá. Không anh như này này. Nói chứ em mới làm đội trưởng cho em gọi đầu đi. Em Hùng mới hả? Làm đội trưởng mà em mới làm lần đầu cho em gọi đầu đi đúng không? Bây giờ ba anh em là ai cũng đã làm rồi. Này Hùng ơi, anh là Tất. Quá. Anh. Anh xong cũng tới Hiếu mà. Đúng rồi, chưa tới lượt anh đâu. Em mới làm lần đầu anh phải cho em gọi đầu chứ. Không sao đâu. Không sao đúng không? Không sao, tin anh. À tôi tốt. Em thích số mấy? Anh hả? Số chủ đạo anh là số mấy? Số chủ đạo anh là số 8. Em số chủ đạo anh là số 7. Hiếu số mấy? Em 11 anh. Alo, tôi đây, anh cần gì? Tôi muốn số 16 lắm. Đắc gì anh chọn số đó? Tại vì tôi thích. Chắc chưa? Cho em gặp người đi. Một gọi được chuyện. Alo, em à, nhớ anh không? Em ơi, ở đây anh gọi là đội trưởng, anh không đùa vỡn với em như vậy được em nhá. Ờ, thế à? Anh nói giọng đàng hoàng cho em xem nào. Bên anh có gì để em có thể kiểm chứng và an toàn để em ok nhỉ? Kiểm chứng và an toàn à? Em ơi, cho anh hỏi là bây giờ cái màu tóc của em đang để là màu tóc gì em nhỉ? Màu tóc anh ạ, cái màu ấy. Em ơi, anh cũng nói với em luôn, anh rất là thích em. Ờ, ừ. Rất là thích em à? Anh rất là thích em hiểu ý anh chưa? Anh biết em là ai chưa mà anh thích em? Đùa, em biết anh là ai mà. Thế nên em mới nói em rất là thích anh. Cũng may là cũng chân thật đấy. Cũng thật thà đấy. Anh ơi, em cực kỳ chân thật anh ơi. Anh ơi, nghe giọng anh là em đã yêu anh rồi. Rồi sao ạ? Bạn đồng ý không đồng ý ạ? Ví dụ bạn có đồng ý không, bạn nói nhỏ tôi biết nha. Bạn đừng nói cho mấy người kia biết nha. Đúng rồi, bạn đồng ý là bạn chỉ nói mình tôi biết thôi đấy. Không, bạn á. Tôi nói bạn bạn cũng đừng cho tao biết. Bạn ơi, bạn đừng nhắc tôi nhắc bạn ơi. Dạ. Bạn làm được gì với mình nhỉ? Để tôi nói luôn nhá, là tức là khi mà bạn về công ty của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ giúp đỡ cho bạn trở thành top 1 bạn nhá. Bạn giúp đỡ cho tôi trở thành top 1 ạ? Đúng, cái việc chuyên môn của bạn, bạn cứ cần làm thôi. Còn những cái việc xung quanh, bạn không cần lo, tôi lo hết cho bạn nhá. Bạn ơi, tôi nghĩ rằng tôi là người phù hợp nhất rồi, bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu ý bạn. Tôi cực kỳ thật thà. Cực kỳ thật thà là gian này. Có cái gì đấy nó thuyết phục hơn được không ạ? Nếu bạn về với tôi, bạn sẽ là ngôi sao sáng nhất trong team. Được chưa? Hiện tại mình đang hơi đói ấy. Yêu cầu gì đi em ơi? Giày đang kiểu hơi bị lụm đế tí. Bạn ơi, tôi nói bạn nghe này. Bạn cần gì tôi cho bạn đấy. Vi cá, bào ngư tôi có hết. Yêu cầu về tài chính đồ. Tôi lại cần hột xoàn cơ. Trời ơi bạn ơi, đúng tủ. Nhà tôi bán hột xoàn. Ê, này đây sẽ là một cái người cũng rất là mảng miếng mới nói chuyện dài được như này á. Nikki. Điện thoại không có bật, cướp máy rồi. Ừ, hay cướp máy rồi ta. Nghe là có vẻ thuyết phục này. Tôi cực kỳ thuyết phục bạn ơi, các anh em bên này đang ấy lắm bạn ơi. Anh ơi nhanh đây, còn gọi được 2 nè. Mình đầu tư được mấy cao ra anh nhỉ? Riêng bạn nhá, tôi đầu tư tất cả những gì tôi có. Wow. Tôi đầu tư tất cả những gì tôi có. Tôi là một cái người không ham vật chất. Không ham vật chất. Không bao giờ thích vật chất. Thế bạn hỏi tôi làm cái gì bạn bị hơi à? Mặt trời đấy nhá, với cái thái độ vừa rồi của bạn là tôi không ưng đâu đấy. Ok, 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 nếu bạn nói vậy thì thôi ok, được chưa? Xin lỗi bạn nhá, tôi cũng chẳng cần bạn đâu. Thế nhá. Tôi đã được quyết định rồi. Rồi. Chờ đấy. Này, xin lỗi bạn nhá, từ lúc mà tôi nghe giọng bạn tôi đã khó chịu rồi. Ôi, 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 ôi,
Em ơi, em thấy là anh có vẻ bị từ chối. Không dễ nhưng mình nghĩ đâu em. Wow. Mình sẽ không được biết kết quả. Em hiểu anh không? Nên là khó. Tại vì mỗi người sẽ có một đội trưởng riêng rồi. Có quyền từ chối. Đúng. Anh gọi số mấy nhỉ? Số 16. Anh sẽ lấy hết những gì em có. Đội trưởng Trần ạ. Ơi, anh chơi chiến thuật của em. Tôi nhìn em xem. Rồi rồi rồi, bắt đầu. Đợi xíu ạ, đợi xíu ạ. Em để loa ngoài hả? Ê, tự nhiên để loa ngoài cho ta. Tắt loa ngoài đi. Ê, em gọi lộn số thiệt rồi. Em gọi cho ai á? Thật gọi hả? Cho ai á? Em không xin, anh xin nghe á. Tại vì không phải, số điện thoại người thiệt. Nghe sợ vậy. Ghê vậy. Em bắt máy lên, người ta nói với em là đừng gọi vô số này nữa. Ôi, tôi biết. Ôi, ngay mà. Vậy là top cuối. Trời, những người top cuối gọi lên top 1 thì phải đợi chút xíu thôi. Đội trưởng Trần, sao mà tôi thích cái nét của anh thế nhở? Bắt máy làm cái gì? Đúng, đúng ý tôi đó. Alo, đầu dây bên kia ơi. Alo. Bên kia rồi, nó không muốn bắt máy. Nó gọi cho số 1 phải chờ nó chứ. Em biết không? Vòng trước em làm có tốt không? Mà bây giờ em đòi vô đội top 1. Bắt máy lên, em không có thấy cái sự chân thành từ anh. Giống như là nó muốn người khác nhưng mà ngay cái đứa này cái nó bị tuột đó hay sao á. Trời ơi, sao cọc vậy? Coi chừng ra đảo nha. Em đã hiểu được cái ý của anh rồi nên là ok thôi, em xin cúp máy tại đây nha. Dạ. Yeah. Chắc. Ê, ghét. Làm việc phải cỡ này. Bắt máy đi anh. Alo, anh xin nghe nhá. Alo, ai đây? Anh gọi điện cho giám đốc mà anh hỏi ai à? Thì tôi cần biết tên anh. Cần biết tên tôi làm cái gì? Anh đợi ở đấy để tôi đưa cho giám đốc của tôi. Tôi là thư ký. Giám đốc. Được rồi em. Dạ, 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 dạ. Alo, alo, ai đấy? Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì à? Đúng vậy. Anh là tên là top 1 đấy. Tên là top 1 hả? Đúng là cái tên mà tôi cần tìm kiếm đây. Ai ấy nhỉ? Ai ta? Không biết ai luôn ấy. Eo ơi, tôi là hàng hiếm, hàng hot ở đây đấy. Bây giờ nói như thế mà còn không nhận ra. À, vẫn chưa biết ạ. Tôi xin phép cấp máy cho tôi một phút suy nghĩ. Nó láo quá em à. Ám lợi, không cho nó suy nghĩ lâu. Chưa suy nghĩ xong. Trời, láo thiệt chứ. Láo thiệt chứ. Trời ơi, lòng tự trọng bị tổn thương đáng kể em. Em sẽ không gọi lại. Đúng vậy, không thể chấp nhận thái độ này được. Rồi. Sao giám đốc? Xin một phút suy nghĩ mà hối em anh. Hối hả? Hối, gọi lại em. Em cho ra đã. Đợi, cho đợi. Cho đợi. Bây giờ mình phải cho đợi lại chứ. Việc gì phải bấm. Đúng vậy. Eo ơi. Bên nó giỏi hay sao ta? Không bắt máy em. Cho mặt nhớ đi. Chưa gì nữa. Đúng rồi. Sao bây giờ nhân viên làm sao mà bây giờ cứ xin vào công ty mà lại dỗi cả giám đốc nữa. Không bắt máy đâu. Bắt bắt đi, bắt đi. Dập. Alo ạ. À. Anh thật tòm lợ. À, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, em bị chửi, em bị chửi vô mặt. Em bị chửi hả? Em bị chửi. Gọi là anh thật là tẩm lợm. Người cuối bật loa ngoài thôi. Đúng rồi, bật loa ngoài luôn đi cho khác. Đó, nghe đi. Ai vậy ta? Tôi không muốn nói chuyện nha, tôi cúp máy đi. Cô nói luôn đúng không anh? Đúng vậy. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Thôi vậy thôi. Ai vậy? Rison. No. Ai vậy? Why? Tại sao lại như thế được? Rison. Ừ, đúng rồi. Thiệt á hả? Ai vậy? Rison đó hả? À. Đúng rồi. What? Trời ơi, tôi mà biết anh đủ lông đủ cánh vậy tôi đâu có làm gì. Đúng. Trời ơi, phải không? Đúng. Phải anh Rison không? Đúng rồi. Gì? Sao anh hủy cuộc gọi? Anh hủy à? Anh làm anh từ đấy tôi bấm lúc đâu rồi. Mình cũng được gọi lại để không biết cần. Đi. Đây là mới vừa ngẩng cao đầu. Để em biết. Không, không cần biết luôn. Không, của em chưa biết nó lại luôn. Em chưa. Em chưa. Gọi nó là ai chứ? Gọi lại đi. Gọi lại hả? Gọi lại đi. Em chưa biết. Em không biết nó là số mấy nữa, gọi nữa nè. Em khùng quá em ơi. Em chưa. Em phải nghe giọng nó trước rồi em mới hẳn thái độ. Trời ơi, cái đứa này. Trời ơi, tôi tức. Để thôi, gọi lại kia. Sao khùng dữ vậy? Gọi nó lại trước. Alo. Ai bên đầu dây bên kia đấy? Anh là ai nhờ? Tôi là ai không quan trọng. Việc tôi làm quyết định tên tôi. Anh là ai đấy? Tôi là ai không quan trọng. Việc quan trọng là tôi đã biết bạn là ai. Ủa sao nhiều giọng vậy? Cùng quá nãy giờ 2-3 giọng. 2-3 giọng em. Luôn. Nó đang lừa em đó. Lừa em ạ? À? Ừ. Bạn là ai nói đi. Alo. Nó lừa còn không biết nữa. 2-3 giọng nãy giờ nghe em là. Alo. Đừng hỏi nữa. Tôi là ai không quan trọng. Bởi vì tôi còn không biết tôi là ai. Thấy chưa?
Anh nghe chúng tôi nói đây, anh cứ ở bên đấy chờ chúng tôi qua. Còn mày đã cướp máy rồi ta. Em nhận ra rồi anh ạ. Nhận ra cái gì nãy giờ bốn thằng luôn rồi còn nhận ra cái gì nữa? Bốn người luôn này. Ừ. Không ai nữa. Nó đang lừa em mà. Vẫn chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra hả em? Dạ em chưa. Ủa cướp máy rồi. Máy luôn rồi. Cho hỏi cái thành viên mà gọi điện cho đội trưởng này là ai đấy? Không biết ai luôn đấy. Không biết. Bị cục xúc đấy. Đúng rồi. Ôi tôi là ai? Cúp người. Ôi tôi là ai? Bạn là ai? Ừ. Không biết ai rồi ai luôn. Rồi. Ôi, quá. Chúc mừng Hiếu. Là cuối cùng đâu ai vậy em không biết luôn. Jason phải không? Jason mà gọi Jason. Quan trọng bây giờ đội trưởng mình là ai mình còn không biết nữa. À bây giờ em phải đi sang hả? Trời ơi. Nhưng mà em có nghe nó bảo là bây giờ sang đón em luôn. Em ơi em ngây thơ quá ở đó mà nó đón em. Thế bây giờ là em phải biết được người đấy. Trời ơi. Có nghĩa là hồi nãy em phải biết nó là ai trước em mới cướp máy sớm quá. Nhưng em biết rồi, em biết rồi. Sao biết được? Giọng em nhận ra. Hồi nãy bốn đứa nó thì nhau nói là đứa nào? Không, nhưng có một cái câu mà em nghe rồi em chắc chắn lắm. Ai? Anh ấy tốt phải không? Em khá là niềm tin. Em khùng quá em ơi, nãy bốn người người ta nói một mẫu câu em ơi. Em dùng cái phương pháp nào mà em nghe bốn người nói một mẫu câu mà em biết chắc chắn là đội trưởng là người nào hả? Đi đi đi. Hôm nay em quá là không biết làm gì nữa rồi. Là do cái số của em. Đi đi. Đi đi anh ơi. Đi đi. Quá mệt mỏi luôn. Thành công của bài hát Ngáo Mơ của boy band toàn cầu không thể thành công hơn nếu như mà không có sự đóng góp của Orin. Yeah, và đặc biệt hơn nữa là Orin cũng đang tham gia một chương trình, đó chính là bài hát của chúng ta Our Song Việt Nam. Thì hy vọng tất cả khán giả sẽ ủng hộ những gì Orin nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Gamudaland, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia. Ladies and gentlemen, we come to make heat. One night only. Let's go! Check in từ sáng sớm vẫn muốn thấy tụi em bay giống như đang sân mây không thôi. Hợp đồng xuống là kỹ ngày 5 giây chốc KPI là lăn tay ra thôi. Nhà còn biết xong rồi lý mô. Ngày tụi anh lan mây nên soi là great name thì chỉ có hit thôi. Trở thành câu nói của năm nay cho coi. Trên cao nó cũng lạ chứ. Ăn giáp như là bánh chỉ là nghe tên thôi. Làm biết trending mà tim anh quá là mạnh chứ. Great name bay cao tụi anh không phải đáp. Hurricane lit thì là biết trọng với khác. Làm cho từ đây có mưa sớm. Đây là all make up là ice day. Hồng đẹp chỉ là ai chăm sóc và cứ đứng ở đây không phải. Phải như nó có ngày, đưa tay xanh vô đi nó có ngày. Nằm cạnh vườn hồng và snack bên hông, đừng chờ ngông để em đưa vào trong. Yeah, 5, 4, 3, 2, 1, go. Camera còn bò beat đang flow. Show được ca nhanh như là Sonic, cơ đã còn beat trap hay cả piano. Mát lên volume đi nghe đây là homie. Rap như là AK, tim không cả money. Tiếp trai hay đỡ ăn thêm phải cú knock out. Nghe tiếp thì là messy. Nhìn xung quanh đây xin, no we by the hotel. Kéo to lên, tụi anh tin ở trên cao. Hơi nhanh sao mà em muốn anh slow down. Go we by the go down. Như là bài hay thế mà không viral nha. Thì cái tính hay giỏi nè, em mày the whole gang của anh hop lên top social nè. Là fan của Negip chắc là mệt lắm. Lúc nào cũng phải ngước mặt lên. Vì sai vỗ vai bảo là hit nữa rồi. Nhưng mà con chắc còn chưa được đặt tên. Thở vào mai em đã mẹ nào ngoan thì sẽ được. Trong phần thưởng thì nó mang cực cool. Đến với anh 1, 2, 3, 4, 5. Đó cũng chính là số bài hit mà anh đã mang lại cho anh ra say hi. Nơi đây xin, no we by the hotel. Kéo to lên, tụi anh tin ở trên cao. Hơi nhanh sao mà em
thật và chỉ thích mấy thằng rapper nào khua môi. Còn mấy bé coi anh là thái tử cũng đúng, vì đằng nào thì anh cũng chơi là vua đôi. I'm a boss. Một là gọi xếp hàng, gọi là xe nhanh nhìn xuất hiện khắp mọi nơi. Bằng quảng cáo đang ghim không phát mình thì tốt nhất nên em I'm the boss. Quân bài truyền thông fake news cái đường tên bố. Đâu cần phải cấp anh cứ đi thông thả, cause you know my money came for. What? Fan hơn nhận ra anh còn chưa kịp say hi. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, giờ thu hoạch và ăn chắc. Tìm cách đen sẽ toàn là tỷ phú thôi. Mỗi thằng một lên một tay lái. Này give hurricane cùng hiếu thứ hai pháp kêu thì mất quần sát. This is Saturday CM, no we brought the whole crowd. Kéo to lên, tụi anh tin ở trên cao. Hơi nhanh sao mà em muốn anh slow down. Cause we about to go down, about to go down. Hey, anh phải cảm ơn các giáo sư. Cầu Giang Đông Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, chứ con thi trường học. Con thi trường học, mẹ thi trường đời. Thời gian đưa con trở về, những tháng ngày chưa lo toan bộn bề, ngày được nghe tiếng hát du dương từ một người nhỏ bé nhưng phi thường, trưởng thành cùng với những yêu thương khi bên mẹ. Ước ta được ngồi cùng chuyện trò thật lâu, giống hai người bạn xoa dịu đi trái tim nhẹ nhàng. Nếu không là mẹ, con không làm được đâu. Chẳng ai bằng mẹ, chẳng có chẳng có ai bằng mẹ. Mình thật là nhỏ bé giữa thế giới bao la, càng thật sự nhỏ bé khi trở về nhà. Mẹ dặn mày phải luôn ăn no, tự biết chăm lo, gầy thì đừng về nhà. Vẫn luôn thắc mắc sao mẹ thao thức mỗi đêm, nụ
cười thật tươi nhưng sâu bên trong mình kìm nén. Hôm nay con trai hát riêng cho ma mà đón xem. Thằng nhóc ngày xưa giờ đã trên truyền hình. Yeah yeah. Mong bình yên được dành hết cho mẹ, mang hào quang gom vào kết cho mẹ. Bao ngày qua cho con được sống với đam mê, u qua nhiều số nhưng ngày Tết con về. Nhà con đây, tiếng mẹ vẫn như ngày ấy, vẫn trao con những lời ngọt ngào dẫu đời gửi mẹ bao điều xấu cay. 33 năm trôi qua vẫn gọi điên khóc lóc mẹ ra, dù đã bơi ra biển cả nhưng con vẫn thấy lòng mẹ bao la. Con yêu mẹ. Mẹ ơi, hình như là càng lớn con càng khó nói ra những điều trong lòng mình với mẹ. Con chỉ muốn mẹ biết là con luôn biết ơn tất cả những điều mẹ đã dành cho tụi con. Con mong mẹ luôn khỏe, lúc nào cũng cười hết. Và nếu thật sự có những kiếp sống khác, con luôn mơ ước được là con của mẹ. Bao lời con chưa nói nhưng thật ra con yêu mẹ nhiều. Bao lời con chưa nói cho mẹ, bao lời con vẫn còn chưa nói. Thứ lỗi cho con vì nhiều lần làm mẹ rơi nước mắt, vì khi mẹ đau lòng con cũng rất đau. Nhiều lúc chỉ mong là trẻ con được mẹ ôm, mẹ thương mỗi ngày. Đi bao xa trong là ai và anh không nhớ tên mà nên nhớ em
phone anh thì đang nhớ em baby. SOS chạy đến giải cứu ngay, cứu anh thoát ra khỏi cảm xúc, hay để cho đôi môi có thể lại gần hơn. Lỡ sao chuyện này có quá nhanh khi đã yêu đồng rồi, chỉ muốn đến một lần. Không cần make up clean bởi vì em bị sinh tự nhiên. Anh là một đồng thương là người lại vỡ được bé cây duyên. Yeah, SOS, SOS. Giờ thì anh phải gọi thêm chai để ngồi để hết một đêm. Baby girl, tụi mình nhìn cũng hợp cũ, chỉ còn lại vì đồ chạy nhanh đến giai đoạn. Vì anh muốn hơn mức lan bản. Yeah girl, lòng ngực chẳng muốn phải đau. Mọi chuyện đều được anh tính hết cả rồi. Chỉ để em trả lời. Yêu một đêm nữa, nhưng cho đến ngày hôm bữa, anh biết anh đã sai từ đâu. Có phải là hơi nóng và con tim càng ngày càng đập nhanh chóng. Gọi cho anh cấp cứu trái tim này vội, em có thể trả lời. Cái gì hả? Ủa? Ủa? Gì nữa? Ê! Hoạt động rồi. Cái gì nữa? Hàng hoạt động rồi. Quay. Quay. Cẩn thận. Nguy hiểm. Hoạt động rồi. Ôi. It's working. Come on. Chúng ta là mất sự cô đơn. Anh luôn giúp giữ mấy lúc này. Hãy chạy đến và cứu lấy trái tim sẽ. Anh trai say hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9